Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm 59 người chết, 179 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông chưa tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, hành vi vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 4.651 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 15 tỷ đồng. Trong đó, cao nhất là xử lý vi phạm về nồng độ cồn với 1.434 trường hợp, phạt tiền trên 7 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy, tình hình vi phạm luật giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, năm An toàn giao thông quốc gia năm 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân hướng đến kéo giảm tai nạn giao thông cần được cụ thể hóa thành những biện pháp cụ thể và đồng bộ từ ngành chức năng. Phòng cảnh sát giao thông đã có xây dựng các kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, trong đó thì tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó thì là tập trung 5 nhóm chuyên đề, đó là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông,